Xin chào các huấn luyện viên, em tên là Đặng Hữu Phúc, học viên lớp Platinum K20. Người giới thiệu là cô Hoàng Thị Ngọc Hà, leader là chị Nguyễn Thị Thanh Hương. Sau đây em xin chia sẻ về bài tập về khái niệm sức khỏe và hành trình coaching về sức khỏe. Thứ nhất thì theo định nghĩa của WHO thì sức khỏe là một trạng thái thoải mái, đầy đủ về thể chất, tâm thần và xã hội, chứ không chỉ bó hẹp vào nghĩa là không có bệnh tật hay là thương tật. Thì đối với một người health coach thì health coach là ai và làm thế nào để giúp cho khách hàng, thì health coach có thể hiểu là một chuyên gia tư vấn về sức khỏe hay các huấn luyện viên về sức khỏe. Theo định nghĩa thì huấn luyện viên hay tư vấn về sức khỏe là một tiến trình hỗ trợ những thay đổi lành mạnh và bền vững trong hành vi và lối sống bằng việc khuyến khích khách hàng lắng nghe nội tâm của họ, xác định các giá trị và biến các mục tiêu thành hành động. Theo đó thì tư vấn về sức khỏe là dựa trên những nguyên tắc của lối tư duy tích cực, nói chuyện tạo động lực và đặt mục tiêu đối với khách hàng. Thì những người health coach làm để giúp khách hàng thì cũng là giống như là một con đường chinh phục cái thành công của mỗi khách hàng, thì là đưa đến cho khách hàng cải thiện trong những lối sống mà họ có thể đo lường được, giảm bớt cái thời gian mà bị ốm và tăng năng suất lao động. Khách hàng sẽ cảm thấy trở nên vui vẻ hơn, khỏe mạnh hơn, làm việc hiệu quả hơn. Và đó chính là mục tiêu của các health coach. Thì khai vấn là gì? Khai vấn là chính là đưa đến cho khách hàng lựa chọn và đồng hành cùng những lựa chọn đấy đó khách hàng. Thì đồng hành là như thế nào? Thì đồng hành với một health coach thì ta biết là ta không thể dạy một người nào đó bất kỳ điều gì, mà ta chỉ có thể giúp họ để tìm thấy một người được điều đó bên trong chính họ. Có nghĩa là giống như là ta đưa cho họ một chiếc cần câu, chứ không phải là đưa cho họ câu cá thành cho họ. Người health coach chỉ đồng hành và hướng dẫn khách hàng đến với những cái mục tiêu sức khỏe, chăm sóc sức khỏe chủ động của bản thân khách hàng, đưa đến cho họ một chiến lược sức khỏe toàn diện, bao gồm cả việc tự chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho mỗi cá nhân, gồm 3 yếu tố là dinh dưỡng đúng này, vận động thể dục đúng và kiểm soát các stress. Dinh dưỡng đúng là những nguyên lý của dinh dưỡng thông minh. Vận động thể dục đúng thì không nhất thiết phải đóng phòng tập, có khi là chỉ cần 30 phút mỗi ngày với bất kỳ hoạt động nào thỏa mãn 3 điều kiện là làm tim đập nhanh hơn, nâng người nóng lên và hít thở oxy nhiều hơn. Thứ ba là giảm stress, giúp chúng ta tìm được sự cân bằng và hạnh phúc khi nhận ra ý nghĩa và mục đích sống của mình. Đối với một người health coach thì tâm thế cần có thì là như thế nào? Thì tâm thế là cái cách mà ta tạo ra sự phong cách sống, đẳng cấp sống và sự nghiệp của mỗi con người. Thì đối với mỗi con người thì trong cái vòng tròn biểu diễn cái khả năng của mỗi người thì thứ nhất là ta có thể là kiểm soát được chính mình. Đối với những điều kiểm soát được chính mình, thứ hai là những điều mà mình có thể ảnh hưởng được, và thứ ba là những điều mà mình không có thể kiểm soát được. Em xin hết ạ. Cảm ơn ạ.